Thân chào các em học sinh khối 6. Hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học qua hình thức học trực tuyến các em nhé. Để chúng ta dễ hình dung, cô hướng dẫn cách học như sau. Các em chuẩn bị sách vở, bút, giấy, nháp, nghe giảng và thực hiện các yêu cầu theo tiến trình bài học của cô. Cuối cùng, cô sẽ tổng kết nội dung trên một slide để các em có thể ghi bài. Chúng ta cùng bắt đầu tiết học với phần ôn lại kiến thức cũ nhé. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? A. Quốc tịch. B. Màu da, màu tóc. C. Tiếng nói. D. Dân tộc. Đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Quốc tịch. Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây trẻ em đều có thể trở thành công dân Việt Nam? A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài. B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam. C. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài. Và D. Cả A, B, C đều đúng. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Theo các em, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những ai? Theo Điều 5 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định, những người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những người mang quốc tịch Việt Nam. Ở tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung. Một nhỏ là khái niệm, hai nhỏ là pháp luật Việt Nam quy định. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nội dung thứ ba, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Để thấy được mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, các em sẽ trả lời giúp cô 4 câu hỏi sau đây. Câu 1. Kể tên các quyền công dân mà em biết. Câu 2. Kể tên các nghĩa vụ của công dân mà em biết. Câu 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là gì? Câu 4. Vì sao công dân cần phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình? Ở phần này các em sẽ lấy giấy nháp và ghi ra câu trả lời của mình nhé. Sau đây cô xin giới thiệu với các em một số quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013. Quyền học tập, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do kinh doanh, quyền nghiên cứu khoa học kỹ thuật, quyền tự do đi lại cư trú, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bầu cử, ứng cử, quyền được bảo vệ. Ngoài ra, công dân còn rất nhiều các quyền khác nữa. Theo Điều 15 Hiến pháp 2013, khoản 1, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Khoản 3, công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Như vậy, chúng ta thấy bên cạnh những cái quyền mà chúng ta được hưởng, thì chúng ta cũng phải có nghĩa vụ, phải có trách nhiệm của mình. Cô sẽ giới thiệu một số nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013.
Như vậy, học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Nghĩa vụ đóng thuế. Nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ bảo vệ tài sản công. Nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật. Nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cô sẽ giới thiệu những tấm gương mang lại vinh quang và niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam trong các lĩnh vực. Đầu tiên là giáo sư trẻ nhất Việt Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu. Những cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam: Lê Tú Trinh, vận động viên điền kinh, giành được nhiều huy chương vàng ở cự ly 100m, 200m. Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên bơi lội với 8 huy chương vàng, 1 bạc, 1 đồng. Đây là hình ảnh lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. Và trong năm 2020, học sinh Việt Nam đi thi đạt 90 giải nhất, 502 giải nhì, 732 giải ba, 946 giải khuyến khích. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam được thế giới nhắc đến như một điều kỳ diệu trong phòng chống đại dịch. Để có được thành quả này chính là sự đồng lòng, sự nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng dịch của tất cả người dân Việt Nam. Cho tới hiện tại, khi chúng ta đã và đang trải qua đợt dịch thứ ba, và mỗi người dân vẫn ý thức được trách nhiệm của bản thân, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Cô hy vọng các em ở nhà cũng sẽ nghiêm túc thực hiện theo những khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện đúng chỉ đạo của nhà nước để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho mọi người các em nhé. Như vậy, chúng ta thấy rằng nhà nước luôn đồng hành với nhân dân để nhân dân có thể thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Cô giới thiệu với các em tư liệu tham khảo. Điều 5, quan hệ giữa nhà nước và công dân. Khoản 2, công dân Việt Nam được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Trích luật quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung 2014. Vậy, vì sao công dân cần phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình? Công dân phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước. Bởi vì khi là công dân thì chúng ta đã được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật. Vì vậy, phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước để góp phần làm cho nhà nước ngày càng thêm vững mạnh, để quản lý xã hội được tốt hơn. Có như vậy thì quyền lợi của công dân mới được đảm bảo. Qua tìm hiểu từ đầu đến giờ, chúng ta thấy nhờ công dân mà nhà nước mới vững mạnh, và nhà nước tồn tại cũng chính là phục vụ lợi ích của nhân dân. Bởi vậy, mối quan hệ này là mối quan hệ tác động khăng khít lẫn nhau. Để hiểu kỹ về nội dung bài, chúng ta sẽ cùng giải quyết một tình huống nhỏ sau. Một hôm trên đường đi chợ về, bà Hoa nghe tiếng một đứa trẻ khóc. Tìm mở ven đường, bà thấy một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một bọc quần áo. Biết đây là trường hợp trẻ bị bỏ rơi, nên sau khi suy nghĩ một lúc, bà bế đứa bé về nhà nuôi và đặt tên là Nam. Câu hỏi: theo em, bé Nam có phải là công dân Việt Nam hay không? Vì sao? Các em lấy giấy nháp ra để trả lời cho câu hỏi này nhé. Nam là công dân Việt Nam
vì đáp ứng điều kiện để có quốc tịch Việt Nam theo khoản 1 điều 18 Luật Quốc tịch 2008 sửa đổi bổ sung 2014. Điều 18, quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam. Khoản 1, trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, qua tình huống này chúng ta thấy nhà nước Việt Nam chúng ta luôn tạo điều kiện để trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. Chúng ta có thể khái quát mối quan hệ giữa nhà nước và công dân qua các ý sau. Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhà nước bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Và nhà nước luôn tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. Các em có thể lấy tập vở ra để ghi nội dung bài học. Cô có một số hướng dẫn như sau. Thứ nhất, các em sẽ học thuộc nội dung bài học phần 2 La Mã. Thứ hai là hoàn thành bài tập sách giáo khoa và sẽ xem trước giúp cô bài số 14 thực hiện trật tự an toàn giao thông, trả lời câu hỏi phần gợi ý sách giáo khoa. Chúc các em có một cái Tết cổ truyền thật ý nghĩa, đầm ấm bên gia đình của mình.